Vâng, thưa các bạn, đây chính là cái vẻ mặt hân hoan hớn hở sau khi mà mình đã vừa mới làm xong được một cái parallel parking thành công và chuẩn đến từng cm sau biết bao nhiêu lần thất bại. Quả thực là làm parallel parking nó khó lắm các bạn ạ. Mình lâu ngày không sử dụng, mình không có làm parallel parking nên là mình phải làm đi làm lại mới được đấy. Như lần này nè, là mình đã phèo quá xa. Xong rồi cái mình thử lại, cái mình sâu hơn một tí thì lại phèo cán lề. Và sau đó mình phải nhớ kỹ lại tất cả những cái gì mà thầy giáo dạy lái xe của mình của mấy năm về trước đó dạy mình đó, mình áp dụng những cái mẹo đó vào và cuối cùng mình cũng đã làm parallel thành công. Chính vì vậy mà video này hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả những cái mẹo đó cho những ai, những tay lái mới, những bạn chuẩn bị đi thi bằng lái xe sẽ làm được cái parallel parking này mà sẽ không còn phải lo sợ hay ám ảnh kinh hoàng gì về cái parallel parking này nữa. Như các bạn đã biết, cái phần thi parallel parking dành cho G2 và Full G là sẽ không bao giờ thiếu nha các bạn. Chỉ trừ khi nào mà giống như mùa đông ấy, giám khảo tìm không ra được cái xe nào đậu bên đường ấy, thì mới không bắt các bạn làm thôi. Chứ còn nếu mà có xe đậu bên lề đường là chắc chắn giám khảo sẽ không bao giờ bỏ qua cái thử thách này đâu các bạn ạ. Nó gọi là đi thi mùa đông cũng có lợi của nó mà các bạn. Đó là tại vì mùa đông mà thì đâu có xe nào được quyền đậu ở dưới đường đâu. Tại vì phải đi xúc, xe xúc tuyết nó clean đường đấy. Nhưng đó là hên xui thôi, lỡ mà vẫn có xe đậu dưới đường thì giám khảo vẫn bắt chúng ta làm như thường. Nhưng mà dù sao thì vẫn đỡ hơn mùa hè. Đó là nếu mà chúng ta có tuyết mà phủ kín cái lề đường rồi mình không thấy lề đường đâu á, thì mình có đậu xe mà xa xa lề đường tí thì cũng không sao, giám khảo cũng bỏ qua. Nếu chúng ta ráng canh được với lề đường thì càng tốt thôi, nhưng mà đừng có xa quá. Rồi, không để bạn chờ lâu hơn nữa, mình sẽ bắt tay vào chia sẻ cái mẹo làm parallel parking của mình nhé. Và điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đó chính là xe của chúng ta nên phải có một cái gương lồi nhỏ gắn ở trên cái gương chiếu hậu như vậy nè. À, cái gương này thì mình rẻ lắm, mua trên Amazon như có mười mười mấy đồng là một cặp dán để lên cái kính chiếu hậu như vậy. Vì có nó mình mới nhìn được cái lề, canh chỉnh được cái lề coi là mình có cán lề chưa, hay là đã song song với lề chưa, hay là như vậy đã đủ chưa. Còn nếu mà không có cái gương này á, mình phải chỉnh cái gương chiếu hậu của mình xuống thấp xuống dưới mình mới nhìn được. Nhưng mà mình không có recommend, mình không có muốn các bạn sử dụng cái gương xe mà chỉnh thấp xuống nha. Tại vì nếu mà các bạn chỉnh thấp xuống để nhìn thấy lề á, thì khi các bạn chạy trên đường á, các bạn sẽ không nhìn thấy được cái xe bên hông bên phải của bạn, điểm mù của bạn. Còn nếu các bạn chỉnh xuống xong rồi các bạn là lại lúc mà bạn làm parallel parking xong á, các bạn lại quên không có chỉnh gương lên trên cao lại á, đến lúc bạn chạy đi á, là giám khảo cũng chưa điểm, là các bạn để luôn cái gương như vậy là giám khảo nói là các bạn không biết điều chỉnh gương. Xong rồi đang chạy cái bắt đầu mình mới thấy là cái gương mình đang thấp quá, mình không có nhìn thấy được cái ở bên hông đằng sau nữa. Thế là lúc đấy mình đang chạy cái tự dưng mình chỉnh gương lên, là vừa chạy vừa chỉnh gương là giám khảo cho rớt ngay. Nếu mà bị mà quên không chỉnh gương lên lại thì các bạn nhớ tấp xe vào lề đã rồi hẳn xin giám khảo cho mình chỉnh gương lại nha. Bây giờ mình sẽ làm nhanh một lần để các bạn hình dung ra được cái cách của mình làm nhé. Đầu tiên là mình sẽ cho xe mình đậu song song với cái xe mà mình muốn làm parallel parking với khoảng cách là 1 mét, và mình phải đậu làm sao để cho hai cái đít xe nó ngang bằng với nhau bằng cách là mình sẽ dùng hai cái gương chiếu hậu của hai xe để mà đối chiếu so sánh. Sau đó mình cài về số gear R reverse, rồi mình đánh một vòng tay lái về bên phải. Các bạn hãy nhớ một vòng tay lái thôi nhé. Rồi chúng ta cho xe từ từ gear về, và các bạn gear về đến khi nào mà các bạn nhìn thấy cái đèn đỏ của cái xe đó nó nằm vào chính giữa của cái cửa sổ của xe mình. Lúc đó chúng ta sẽ bẻ hết vô lăng về bên tay trái nha các bạn, bẻ hết luôn. Sau đó chúng ta lại cho xe từ từ gear về tiếp. Lúc này mình sẽ sử dụng cái gương lồi để mà canh cái xe nó đậu song song với lề đường. Chúng ta canh bằng cái bánh xe sau đó, nó song song với lề đường thì chúng ta sẽ cho xe dừng lại. Sau đó chúng ta cho xe nhích lên một tí xíu là chúng ta đã hoàn thành xong được cái parallel parking. Khi đi thi thật, giám khảo cũng chỉ bắt chúng ta làm parallel parking với một chiếc xe đằng trước như vậy mà thôi. Không có bắt chúng ta làm chính giữa hai cái xe đâu, nên các bạn đừng lo lắng nha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết để các bạn có thể nắm rõ hơn. Do a parallel parking with the white minivan.
Khi nghe hiệu lệnh của giám khảo, chúng ta nhanh chóng đánh đèn xi nhan, kiểm tra gương phải và ngoái đầu kiểm tra điểm mù trước khi cho xe tấp sát ôm sát với cái xe trắng. Chúng ta phải đậu làm sao mà xe song song và khoảng cách là 1 mét nha các bạn. Nhìn vậy thôi chứ cái bước này không hề dễ nha các bạn. Để mà đậu được cái xe song song và khoảng cách là 1 mét á, nó cũng rất là khó. Đối với những người mới á, không có canh, không có cảm giác được cái xe mình với cái xe bên cạnh thì thường là hay bị đậu nó xa hơn, là khoảng chừng lên tới 1 mét rưỡi á, là tầm, nên là mình phải tập đi tập lại. Và để chắc cú á, trong lúc tập á, để lấy cảm giác á, các bạn hãy nên xuống xe. Khi các bạn đậu song song xong các bạn xuống xe và các bạn đi qua và các bạn ngó coi là cái xe của chúng ta đã đậu được như vậy, là đậu đủ 1 mét chưa, thì lúc đấy các bạn mới lấy được cảm giác so sánh với cảm giác lúc các bạn ngồi trong xe và cái cảm giác các bạn đi ra ngoài các bạn ngó thì nó sẽ khác biệt lắm á. Vì vậy các bạn hãy cứ tập ở trong parking trước đi ha, rồi các bạn tập cái bước này đến khi nào mà các bạn đã đậu được xe song song với cái xe kia cách khoảng cách 1 mét thì chúng ta mới bắt đầu luyện tập cái bước tiếp theo nha. Sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước là đậu xe song song với nhau thì chúng ta sẽ sang bước tiếp theo, đó chính là canh làm sao mà hai cái đít xe nó ngang bằng nhau. Để làm được việc này, các bạn phải xác định được rằng cái xe mà mình sẽ sử dụng để đem đi thi là cái xe đấy nó to hay nhỏ và nó dài bao nhiêu. Và các bạn phải tập ướm cái xe của mình với nhiều loại xe khác nhau trên đường. Ví dụ như là cái xe màu đỏ của mình biết chắc là nó sẽ bằng với cái xe màu trắng bên trong. Bởi vì hai chiếc này đều là SUV. Các bạn có thể lên ở trên phía đầu và xem mà, đó, hai cái đầu nó bằng ngang bằng nhau luôn. Đối với trường hợp hai xe bằng nhau, chúng ta chỉ cần so hai cái gương chiếu hậu nó song song với nhau là ok. Đó, ngồi trong xe các bạn nhìn thấy hai cái gương chiếu hậu mà nó song song với nhau như vậy là được nè các bạn. Nhưng chiếc xe đỏ của mình mà so với chiếc xe trắng gầm thấp này á thì nó lại khác nha các bạn. Chiếc xe trắng nhìn vậy thôi chứ nó lại dài hơn xe đỏ của mình nha. Thì lúc này để mà được đậu ngang bằng với chiếc xe màu trắng thì chúng ta sẽ so gương. Cái gương của xe mình nó sẽ lùi về sau một tí. Cái cách mình đặt camera sai góc nên là nhìn có vẻ hai cái gương nó bằng nhau, nhưng mà thật ra cái gương của mình nó thấp hơn một tí nha. Còn đối với chiếc xe minivan này thì chắc chắn xe mình ngắn hơn rồi, thì mình so cái gương cũng thấp về một chút như vậy. Rồi, vậy là chúng ta đã biết căn chỉnh cách đậu xe làm sao mà cho nó ngang bằng nhau. Thì chúng ta dựa vào hai cái gương để mà căn chỉnh ha. Thì nếu mà xe ngắn hơn, dài hơn thì chúng ta có thể đậu cao hơn hoặc là thấp hơn một chút. Bước tiếp theo chúng ta đưa về số gear là chữ R viết tắt của reverse. Rồi chúng ta đánh vô lăng sang bên phải một vòng thôi nha các bạn. Xong rồi chúng ta buông chân thắng nhẹ nhẹ cho xe gear từ từ vào. Buông nhẹ thôi chứ không phải là buông hết ra luôn nha. Và chúng ta cũng không cần phải đạp ga. Buông nhẹ nhưng chân vẫn trên bàn thắng. Khi gia nhớ kiểm tra điểm mù ở bên trái bên phải, kiểm tra ở đằng sau coi là có xe hay là những người xung quanh hay không. Hành động ngoái đầu kiểm tra phải làm rõ lên để giám khảo chấm điểm nha. Chúng ta canh gia xe làm sao mà đến khi mà cái đèn đỏ nó nằm ở trong ngay chính giữa cửa như thế này là chúng ta cho xe dừng lại. Rồi chúng ta lại đánh vô lăng, bẻ hết vô lăng về bên trái cho mình nha, bẻ hết luôn nha các bạn. Nhớ ngoái đầu kiểm tra thêm một lần nữa, rồi chúng ta lại đưa tay đánh đèn xi nhan về bên phải một lần nữa. Nhớ kiểm tra gương chiếu hậu trong xe. Từ từ buông nhẹ chân ga cho xe gia dần dần vô. Đến khúc này là các bạn phải đặc biệt chú ý cho mình nè. Khúc này là bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Sơ sẩy một chút là chúng ta sẽ cho bánh xe cán lề là chúng ta rớt ngay. Lúc này thì là gương mắt lồi sẽ phát huy tác dụng của nó đây. Nhờ quan sát nó mà chúng ta có thể biết được rằng xe của chúng ta đã đủ chưa, hay là đã quá sát lề hay là quá xa lề. Cái đó chúng ta phải biết để mà còn phải kịp ứng cứu, chỉnh sửa. Đừng có để bánh xe cán lề nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn có để ý thấy là cái xe của mình đã song song với cái lề vạch vàng rồi không? Đó là lúc chúng ta phải dừng lại. Sau đó chúng ta trả vô lăng về thẳng bánh xe. Rồi chúng ta đưa về số tới, có nghĩa là chữ D đó. Và hình như mình đã bẻ lố, mình sẽ trả bớt lại một vòng mới là thẳng bánh xe. Xong rồi mình chạy xe tới một chút xíu, xong rồi chúng ta đưa về parking, cài thắng tay là chúng ta đã hoàn thành xong rồi đấy. Thường thì giám khảo sẽ nói câu này. Safe, go ahead. Khi mà nghe hiệu lệnh chúng ta quay trở lại đường đường thi
thì tùy vào tình huống lúc đó, nếu mà xe của chúng ta đậu gần với xe đằng trước quá, cái đầu nó thiếu để mà ra thì chúng ta có thể lùi xe về một chút. Trước khi gài số gia, chúng ta hãy tháo thắng tay, kiểm tra gương chiếu hậu trong xe, bật đèn xi nhan, ngoái đầu kiểm tra điểm mù bên trái, chắc cú rằng không có xe nào ở dưới đi lên. Rồi chúng khi gia, chúng ta phải ngoái cả người về phía sau để kiểm tra, và chúng ta gia một ít thôi, đủ để ra là được rồi. Sau đó cài về D, đưa hết vô lăng qua bên tay trái, kiểm tra điểm mù một lần nữa, chắc cú rồi chúng ta mới cho xe rời khỏi chỗ vị trí đậu. Và nhớ là đèn xi nhan vẫn phải đang còn bật nha. Còn bây giờ mình sẽ thử với chiếc minivan. Mình đậu xe lùi về một tí cho nó ngang bằng đít xe. Rồi sau đó mình kiểm tra ngoái đầu các kiểu. Bắt đầu chúng ta cho xe gia về. Gia đến khi nào mà gặp được cái đèn đỏ của cái xe vào chính giữa của ô cửa sổ của mình, thì mình bắt đầu lại cho trả hết vô lăng về bên trái, lại cho dây vô tiếp, ngoái đầu kiểm tra các kiểu. Lúc này nhìn gương chiếu hậu, nhìn gương lồi để canh lề đường, canh đến khi nào xe song song với lề đường rồi thì thôi chúng ta cho xe dừng lại, trả hết vô lăng về cho nó thẳng bánh xe, xong rồi chạy lên một tí xíu là xong. Còn khi cho xe ra, không được quên ngoái đầu đánh đèn xi nhan, kiểm tra chắc chắn chống trả an toàn mình mới cho xe ra. Còn bây giờ mình sẽ làm thử với cái chiếc SUV hai xe đồng size nhé. Rồi mình đo gương, hai gương chiếu hậu ngang bằng nhau. Đánh vô lăng một vòng, rồi mình từ từ cho xe gia về. Mình sẽ gia cho đến khi nào mà cái đèn đỏ nó vô chính giữa. Rồi, đó là vô chính giữa cửa sổ của mình rồi. Mình lại đánh hết, trả hết vô lăng về bên trái. Mình lại tiếp tục cho xe gia về nữa. Và khi đến đây này các bạn, mắt mình chỉ tập trung vô cái gương lồi thôi nha các bạn. Các bạn hãy nhìn vô cái gương lồi á, đừng có nhìn nguyên cái gương bự, mà hãy nhìn cái gương lồi nhỏ xíu xíu đó. Chỉ có gương lồi đó mới nhìn thấy được cái lề đường mà thôi. Rồi, xong xong chưa? Rồi, xong xong rồi. Tới đây là mình dừng được rồi. Dạ. Đó, các bạn thấy dễ không? Và một lưu ý quan trọng, trong quá trình làm parallel parking các bạn không được sử dụng backup camera nha. Điều này bị cấm ngay từ lúc mà mới chuẩn bị bắt đầu thi, là họ đã đọc điều lệ là chúng ta không có quyền được sử dụng backup camera. Và cái xe của chúng ta sau cái lần gia đầu tiên á, là nó phải xéo được một góc 45 độ so với lề đường. Và cái bánh xe sau của chúng ta mà song song được với biển số xe đằng trước á, để đó là một cái khoảng cách an toàn để mà chúng ta không bị cán vào lề. Bây giờ mình sẽ thử cái mẹo đó lên chiếc bạch mã hàng tử này xem coi nó sao nhé. Xe này là xe nhỏ và nó dài hơn cái xe SUV màu trắng bên trong một chút, nên mình đã đậu cái xe này xích lên một tí. Rồi, đã đến vị trí ngon lành rồi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cho xe cua vào. Lúc này là mình phải tập trung ngó cái gương nhỏ nha. Cái chỗ này mà nếu mà thừa hay thiếu gì là mình phải biết điều chỉnh ngay. Nhìn gương thì có vẻ hơi sát đấy, không biết là có bị cán lề hay không đây. Rồi, không bị cán lề, nhưng mà để coi mình xong cái mình sẽ ra ngoài mình kiểm tra coi là nó sát cỡ nào nha. Trong quá trình tập các bạn cứ nên xuống kiểm tra tận mắt ở bên ngoài để cho lấy được cảm giác nhé. Và rồi, cái xe mình đậu sát lề đường như vậy là hơi nguy hiểm nha, khá nguy hiểm nha các bạn. Như vậy là do hồi nãy mình canh cái bóng đèn sai. Như vậy là ở hình ở trên á, là mình canh sâu quá. Hình đúng á, là mình hình số 2, hình nằm ở dưới á. Ở vị trí đó thì bánh xe nó sẽ đỡ sát lề hơn. Còn bây giờ là mình sẽ thử lái chiếc SUV nhỏ. Các bạn thấy là cái đầu xe trắng bên trong á, nó dài hơn cái đầu xe bên ngoài ha. Rồi mình sẽ soi gương nè. Gương của xe trắng bên trong nó sẽ cao hơn cái gương của xe trắng ở bên ngoài. Nhưng mà hai cái đít xe thì nó sẽ bằng nhau rồi nè các bạn. Hai đít xe như vậy, bằng nhau như vậy là ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên xe và mình làm cái mẹo parking áp dụng vô cái xe nhỏ với xe dài nhé. Xe này thì mà lại không có cái gương lồi cho mình quan sát cái lề đường, nên là những ai mà không có gương lồi á, thì các bạn phải chỉnh gương xuống sát để nhìn được cái lề đường nha. Rồi sau khi mình chỉnh cái gương xuống thì mình đã nhìn thấy được cái lề đường rồi đây. Hình như là cũng lại hơi sát nữa rồi.
Cái gương này khó xem đó các bạn ạ. Nó không có giống như cái gương lồi đâu. Cái gương lồi nó sẽ nhìn thấy rộng hơn, còn cái gương này nó gắt lắm. Nên là chính vì vậy mình mới bảo các bạn nên mua cái gương gương lồi đấy, để mà quan sát cho nó dễ hơn, tránh tình trạng bị ôm sát quá lề này. Này là hơi sát luôn các bạn ơi. Và một điều chia sẻ nhỏ nữa mình muốn nói ở đây, đó là những người mới lái á, thường thì tới đây nè sẽ rất là lo sợ, tại vì sợ như cái đầu xe của mình nó sẽ quẹt trúng cái đít xe đằng trước, tại vì ngồi trong xe họ nhìn thấy rất là gần rồi. Nên là khi mà các bạn đang tập lái á, trong Bắc Kinh á, thì các bạn cứ mạnh dạn đi xuống kiểm tra để mà biết được rằng á, mình lấy cảm giác thật sự đấy, các bạn thấy không, còn rất là xa, cái đầu xe vẫn còn xa, và ngay cả cái bánh xe sau cũng vậy, nó còn rất cách xa lề. Nếu mà chúng ta ôm vô nó sẽ không sợ bị cán lề đâu. Đó, mình rất là khuyến khích các bạn khi mà các bạn đang tập lái xe trong Bắc Kinh này nọ, thì chúng ta nên nhảy xuống xe để mà lấy cái cảm giác thực sự ở bên ngoài, cái khoảng cách bên ngoài như thế nào, để mình ướm, để khi mà vô bên trong á, mình biết được là như vậy là còn còn cách xa bao nhiêu, còn xa lắm, còn an toàn lắm. Các bạn phải tập lấy cảm giác đó cho mình nha, cái cảm giác đó rất là quan trọng luôn á. Bởi vì á, cái cảm giác đó sau này nó sẽ giúp cho bạn làm parallel parking mà các bạn không cần phải ướm, không cần phải mẹo gì hết. Các bạn chỉ đi theo cảm giác của bạn vào thôi. Thật ra những cái mẹo mà mình chia sẻ ngày hôm nay á, là chỉ dành cho những bạn là mới tay lái mới, tay lái chưa chưa cảm nhận được cái xe rồi với độ xa rồi bao nhiêu là được. Mình chỉ đưa cái cảm nhận như vậy, những cái ước chừng ước lượng như vậy để giúp các bạn có thể làm tốt hơn. Nhưng các bạn vẫn phải tập cho mình cái cảm nhận xe nha. Cái này chỉ là ước lượng thôi, tại vì nó còn tùy thuộc vào xe nè, tùy thuộc vào cái cao thấp, rồi tùy vào cái mắt của bạn, các bạn ướm nhiều khi khác nhau nữa, mỗi người mỗi cái cảm giác. Vì vậy là các bạn hãy tự tập và tự tạo cho mình một cái cảm giác riêng, thì lúc đấy mình cứ đi theo cái cảm giác của mình thôi. Mình biết là sẽ không phải là cứ làm một phát là được ngay, nhưng mà các bạn cứ phải luyện luyện đi luyện lại, luyện khi nào mà các bạn quen được thì thôi, các bạn tự lấy tự đúc kết cho mình cái cảm giác cho bản thân. Và khi đi thi á, không giám khảo không không có bắt các bạn là phải làm một lần là phải được đâu. Các bạn vô các bạn không được thì các bạn cứ chỉnh sửa lại cho đến khi nào các bạn làm được thì thôi. Mà cũng đừng có làm chỉnh sửa nhiều quá, là giám khảo là họ lại không có thời gian cho cái việc mình chỉnh sửa quá lâu. Thì mình chỉnh sửa một hai đường thôi. Ví dụ như vậy nè các bạn, mình cảm thấy là cái bánh xe sau của mình nó sắp cán lề rồi, cái mình dừng lại, mình không cho vô nữa. Mình lại cho xe chạy tới mà ôm vào bên phải, thì cái bánh xe sau là nó đã được xích ra ngoài, cái mình lúc đấy xe sau đã ra ngoài thì mình lại gieo về, thì có nghĩa là xe bánh xe sau an toàn và lại song song với đường luôn. Hoặc là như lúc này mình gieo về mình cảm thấy là nó hơi xa rồi, cái mình gieo sâu hơn tí nữa, sâu hơn tí nữa, xong rồi lúc đấy cái bánh xe trước mình mới lấy bánh lái mình mới lấy lại cho nó ôm lại cái sát lề đường. Và đặc biệt đó là trong lúc mình đang thi á, mà có một cái xe ở hướng khác lao tới á, thì họ sẽ đứng chờ thôi. Các bạn cứ bình tĩnh mà làm cái parallel parking cho xong nha, chứ đừng có luống cuống lên rồi cài số gie số tới luống cuống cả lên. Mình biết điều đó là tại vì ngày xưa mình cũng vậy thôi, mình mới tập lái xe đó. Mình mà đang làm parallel parking cái tự dưng có xe khác lao lên, cái tự dưng mình mất tập trung mà. Vì vậy á, các bạn hãy tập ở parking lot cho nó thật là nhuần nhuyễn, hoặc là mình tìm cái đường nhỏ để mình tập trên xe, trên là đường nhỏ thôi. Sau khi mà chúng ta đã thành thạo hết rồi đó thì chúng ta hãy nên nên ra cái đường nào nó lớn hơn chút, đường nào mà hơi có xe một tí á, để mà mình luyện cái cảm giác mà khi mà đang làm parallel parking mà có xe khác đến á, thì mình lấy cái cảm giác đó luôn để mà mình tự tin hơn, mình sẽ không lo sợ khi mà có xe khác đến. Rồi, video chia sẻ cách parallel parking của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe theo dõi. Và nếu trong video này có gì sai sót thì mình vẫn mong được mọi người được đóng góp và chia sẻ để mình có thể làm tốt hơn ở những video tiếp theo. Mong rằng video này sẽ có ích cho mọi người. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chúc mọi người thi đậu bằng lái xe một cách dễ dàng và lái xe thật an toàn nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.